đã quay trở lại với channel của chúng mình và sau đây là bản tin từ kênh của chúng tôi. Những trận đấu có tỷ số cách biệt nhất lịch sử World Cup. Năm 2010, sân Ringboy đã diễn ra trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Triều Tiên không lúc nào ngớt mưa. Cơn mưa nặng hạt trong hiệp 1 khiến sân trơn bóng ướt nhưng không thể nào làm giảm nhuệ khí chiến đấu của cả hai đội vốn đã bị đặt vào thế phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Triều Tiên trong phần lớn thời gian đã phòng ngự kiên cường nhưng chỉ một thoáng sơ sẩy khiến họ phải trả giá bằng một bàn thua từ Romelec. Thi đấu tưng bừng đem lại cho Ronaldo và đồng đội trận thắng đậm nhất từ đầu giải của World Cup 2010 với kết quả 7-0, trong đó chỉ có một bàn được ghi ở hiệp 1. Cùng điểm lại những trận đấu có tỷ số cách biệt nhất lịch sử World Cup. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình được đính kèm ở dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho chúng mình nhé. Bạn nhớ nhấn vào đường link của Shop Mr. Zero được đặt ở dưới phần mô tả để chọn cho mình mẫu áo ưng ý ủng hộ cho tụi mình nhé. Đức 4-0 Argentina World Cup 2010. Gặp Đức tại vòng tứ kết World Cup 2010, Argentina hoàn toàn đánh mất phẩm chất cũng như phong thái của một ứng cử viên vô địch. Hàng thủ là nguyên nhân của hầu hết các bàn thua, trong khi hàng công rời rạc và cuồng mẻ. Siêu sao tấn công của Barca, Messi tuyệt ngòi và hầu như không có một pha bóng nào đáng nhớ. Một phần do phải nhận bàn thua sớm được thực hiện bởi Thomas Müller, nhưng nguyên nhân quan trọng này là thầy trò Maradona lần này gặp phải đối thủ thực sự đáng sợ. Mỗi lần gắng sức trỗi dậy là mỗi lần họ bị lối chơi chặt chẽ và tinh quái của đối phương dập tắt. Trong khi đó, không chỉ thành công trong việc phá lối chơi, các học trò của Joachim Löw còn rất hợp lý trong các tình huống tấn công. Những nhát dao mang tính kết liễu họ vung ra đến đâu vào đến đó, bén ngọt và không cưỡng nổi. Điều đó thể hiện qua bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Miroslav Klose, 3-0 của hậu vệ Arne Friedrich và tình huống ấn định chiến thắng 4 sao lúc cuối hiệp 2 một lần nữa của Klose. Nga 5-0 Saudi Arab World Cup 2018. Một đội tuyển Nga từng bị mỉa mai rằng đốt hàng tỷ rúp mà vẫn tệ, đã có màn trình diễn đầy sức thuyết phục ngay trong trận mở màn cho World Cup 2018. Yuri Gazinski bắt đầu bữa tiệc bàn thắng trên sân Ludiki ở phút 12. Trước khi kết thúc hiệp 1, Denis Jaricev vào sân thay Alan Dzagoev có một pha xử lý thông minh để nâng tỷ số lên 2-0. Ả Rập Saudi lấy lại tinh thần trong giờ nghỉ nhưng không thể tạo ra cơ hội rõ rệt trong suốt hiệp 2. Trong khi Nga lạnh lùng kết thúc trận đấu bằng 3 bàn thắng đẳng cấp đem về chiến thắng đậm đà 5-0. Qua đó chểm chệ dẫn đầu bảng A. Argentina 6-0 Serbia and Montenegro World Cup 2006. Đè bẹp Serbia and Montenegro tới 6 bàn bằng lối chơi thực dụng nhưng cực kỳ hiệu quả, Argentina đã làm nên chiến thắng đậm nhất kể từ ngày khai mạc World Cup 2006. Bàn thắng đầu tiên đến từ pha dứt điểm điệu nghệ bằng má ngoài chân phải của Maxi Rodriguez ngay ở phút thứ 6. Phút 32, Argentina nới rộng cách biệt tỷ số lên 2-0 sau một pha phối hợp ít chạm nhanh tới chóng mặt khác. Và lần này, người truyền đường bóng cuối cùng để Cambiaso dứt điểm là Hernan Crespo với cú đánh góc rất vừa vặn. Phút 41, Maxi Rodriguez đã xuất hiện kịp thời để đưa bóng vào lưới trống, ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu. Bước sang hiệp 2, Serbia and Montenegro đã chịu lép vế hoàn toàn và nhận thêm 3 bàn thua trong 10 phút cuối với sự tỏa sáng lần lượt của Crespo, Tevez và Messi. Hà Lan 5-1 Tây Ban Nha World Cup 2014. Một kịch bản không ngờ đã xảy đến tại trận Thư Hùng tại bảng B World Cup 2014. Hà Lan đã đòi món nợ năm 2010 thành công. Tuy nhiên, cái cách mà họ thanh toán sòng phẳng với Tây Ban Nha thật khiến người ta phải bất ngờ. 90 phút của trận mở màn bảng B, chẳng ai có thể nhìn thấy trong đó hình ảnh của một nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha kiêu hùng nữa. Mặc dù đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 27 do công của Xabi Alonso, nhưng Tây Ban Nha đã không bảo toàn được thành quả. Những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến đội bóng của huấn luyện viên Den Bosco trắng tay trong ngày ra quân. Những cầu thủ lập công cho Hà Lan gồm Van Persie và Robben, mỗi người một cú đúp, bàn còn lại là của De Vries.
Anh 6-1 Panama World Cup 2018. Đội tuyển Anh biến Panama thành quân xanh để tập dứt điểm trong cuộc đối đầu tại vòng bảng World Cup 2018. Trong hiệp 1, đại diện đến từ châu Âu ghi tới 5 bàn thắng khá dễ dàng nhờ sự non kém của hàng thủ Panama. Harry Kane lập cú đúp trên chấm đá phạt đền. John Stones cũng ghi 2 bàn bằng cú đánh đầu, trong khi Jesse Lingard đóng góp một cú sút xa. Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp 2, đội tuyển Anh vẫn chơi cầm chừng để giữ sức nhưng vẫn có bàn thắng rất dễ dàng. Phút 62, Harry Kane ghi tên lên bảng tỷ số trong tình huống mà tiền đạo này thậm chí còn không cần dứt điểm. Đội bóng Trung Mỹ hoàn thành nhiệm vụ ở phút 78 với pha lập công của Philippe Palloy. Với tỷ số chung cuộc 6-1, đội tuyển Anh tạo nên trận thắng đậm nhất của vòng bảng World Cup 2018. Bồ Đào Nha 7-0 Bắc Triều Tiên World Cup 2010. Bồ Đào Nha luôn là khắc tinh của Bắc Triều Tiên trong các kỳ World Cup. Năm 1966 ở Anh, viên ngọc đen Eusebio đã ghi tới 4 bàn giúp Bồ Đào Nha lội ngược dòng vào thẳng bán kết, dù trước đó họ bị dẫn trước 3 bàn. 44 năm sau tại World Cup 2010, Cristiano Ronaldo và các đồng đội tiếp tục khuất phục đại diện châu Á một lần nữa với tỷ số chung cuộc 7-0. Trận đấu có tỷ số đậm nhất từ đầu giải chia hai đội sang làm hai ngã khác biệt. Bồ Đào Nha trở thành đội bóng có cơ hội cực lớn vào vòng 1/8. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đã phải sớm nói lời chia tay sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới do không có được điểm nào sau hai trận. Đức 8-0 Ả Rập Xê Út World Cup 2002. Năm 2002, Ả Rập Xê Út rơi vào bảng khá khó với Đức, Ireland và Cameroon. Không ai mong đợi họ lọt vào vòng knock-out, nhưng cũng không ai nghĩ họ lại chịu thất bại quá nặng nề. Trước khi phơi áo trước Cameroon 0-1 và Ireland 0-3, đại diện châu Á bị tuyển Đức vùi dập tới 8 bàn không gỡ tại vòng bảng. Miroslav Klose lập một hat-trick cùng với những bàn thắng của Michael Molek, Carsten Janker, Thomas Leiker, Olivier Bierhoff và Bert Schneider. Đức 7-1 Brazil World Cup 2014. Brazil và Đức được chờ đợi sẽ làm nên một cuộc so tài đỉnh cao, khốc liệt, hấp dẫn, tương xứng với tầm vóc của hai đội tuyển là những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch World Cup 2014. Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược theo một kịch bản mà ngay cả trong những người giàu trí tưởng tượng nhất có lẽ cũng khó có thể hình dung ra. Trong thế trận một chiều, Brazil sụp đổ chóng vánh và để cho đối thủ của họ mặc sức giày vò. Chỉ sau 29 phút thi đấu, Đức đã dẫn tới 5-0 và 4 trong số đó được ghi chỉ trong 6 phút từ 23 đến 29 sau khi Thomas Müller mở tỷ số ở phút 11. Sang hiệp 2, tiền đạo vào thay người André Schürrle lập một cú đúp ở các phút 69 rồi 79 để nâng tỷ số lên 7-0. Bàn gỡ 1-7 của Oscar chỉ đến ở phút bù giờ thứ nhất hiệp 2 và cũng chẳng đủ để giúp Brazil vớt vát lại danh dự trong trận cầu mà họ đã đánh mất tất cả. Vừa rồi là một số trận đấu có tỷ số cách biệt lớn trong lịch sử các kỳ World Cup gần đây. Trận đấu nào từng khiến cho bạn cảm thấy không tin vào mắt mình nhất?
Hãy chia sẻ suy nghĩ vào phần bình luận bên dưới video nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Yeah.